Hoàng Áo Đô xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì bên em đã tiếp tục về được một lô bốt Hồng Kông 301 Series 3. Thì đối với lô lần này về thì cũng được số lượng khá là ít, nên là bác nào nhanh tay đặt hàng thì còn nhá. Số lượng lần này về chỉ có được có khoảng trên chục đôi một chút thôi, trên chục đôi thôi. Đấy, nên là bác nào nhanh tay thì đặt hàng ngay. Đấy, hàng về cực kỳ là đẹp. Đặc biệt lô này về bên em đã tuyển chọn về cực kỳ là kỹ luôn, rất là kỹ. Hàng rất là đẹp, bao zin 100%. Khi các bác đặt hàng, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dòng bốt Hồng Kông 301 Series 3, bát xanh một đội này, chép xanh này. Dòng này bao zin 100% nhá. Mà hàng bát thì sẽ có những cái dãy số, những cái mã số xuất xưởng. Đặc biệt có những cái điểm mà các bác có thể nhận biết được đối với những sản phẩm hàng kém chất lượng ở trên thị trường. Một số điểm mà những cái dòng sản phẩm hàng kém chất lượng sẽ không bao giờ làm được. Đầu tiên là thùng, nó sẽ là vỏ thùng gỗ lẹm. Đấy, bát và chép là xanh bộ đội này, màu xanh bộ đội này. Đấy, về phần bên trong phân tần, trong nội thất phân tần của nó thì nó sẽ được sử dụng bằng tụ Mexico này, chở sâu này, tụ bóng này, giấy bạc tỏa nhiệt. Và vỏ thùng thì cũng sẽ được in sơ đồ phân tần nhá. Đây, vỏ thùng thì sẽ được in sơ đồ phân tần. Tất cả đều được sử dụng bằng dây đồng lõi một quấn. Dây đồng lõi một quấn. Trên thị trường hiện tại có rất là nhiều những cái dòng, rất là nhiều mẫu mã bốt 301 Series 3, bốt Hồng Kông. Đấy, có những cái dòng mà được sử dụng thứ nhất là dây nhiều lõi quấn này. Và có những dòng dây, có những bên đã hàn trực tiếp vào đây. Đấy, dây nhiều lõi hoặc hàn trực tiếp vào đây. Đấy là những cái dòng hàng kém chất lượng, dòng hàng bốt kém chất lượng nhá. Các bác khi các bác mua hàng bất kỳ đâu hay bất kỳ nơi nào, các bác phải để ý cho em. Dây lõi một quấn hết này. Bát này và chép đằng sau đây, chép đây. Đấy, dây lõi một quấn và bên trong phân tần cũng vậy. Tất cả thì đều được sử dụng một dây quấn nhá, không hàn nhá, không có dây hàn. Bông tiêu âm và tem bốt ở trong thùng này. Rất là đẹp đúng không ạ? Hàng bên em tuyển chọn về cực kỳ là kỹ. Giá của những cặp bốt Hồng Kông 301 Series 3 này hiện tại đang là 3.100.000 đồng. Hàng bao zin 100%. Các bác đặt hàng khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng đúng chất lượng thì các bác nhận hàng. Chép này, dòng này thì chất âm cho ra cực kỳ là hay nhá. Tiếng bát đánh rất là căng, chép sáng. Những cái dòng bốt Hồng Kông 301 Series 3 này thì các bác có thể dùng làm những cặp loa trợ lời hay là những cặp loa nghe nhạc. Bát 20 hay chép. Hàng rất là đẹp luôn. Và đằng sau này, đây hơi ngược một chút. Và đằng sau đây, tem mác series đầy đủ nhá. Bốt 301. Đấy, hàng rất là đẹp đúng không ạ? Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0967 345 155 để có thể đặt hàng. Số lượng về lần này chỉ có hạn thôi, trên chục đôi thôi, nên là bác nào nhanh tay đặt hàng thì hàng rất là đẹp nhá. Nhanh tay đặt hàng thì còn. Số lượng rất là đẹp này, số lượng khá là ít. Ok. Rất là đẹp nhá, bác nào quan tâm thì liên hệ ngay. Vâng, xin chào tất cả các bác.